sen nhá. Cây ổi này thì cực kỳ ngon và cực kỳ ngọt luôn mọi người ạ. Đấy, anh chị có thể nhìn thấy nhá, cây cực kỳ sai nha, và cái giống ổi ruby này nhà em thì rất là ngon và ngọt luôn mọi người nhá. Đấy mọi người thì nhìn thấy này, đấy à, quả rất là đẹp, và bên em đang có bán cây giống các bác nhá. Thì các bác nào mà muốn mua cây giống ổi ruby ruột đỏ này thì mày đang định mua cây giống để trồng này bên này, mày càng vừa cái cây cho giá cây giống cho bi với lại sơn đi với mình ăn nha, ngon nữa nha, ngon nữa. 135.000 thùng 2,5 kg mấy chị. Số lượng có sẵn rồi, sao bóc vô đi em. À, đây, rất là nhiều luôn. Chị Thanh Như, chị có đơn hàng này. Mời chị ra đơn hàng này. Như. Ủa, mày có điện thoại rồi. Alo, alo, mày nghe đây. À, mình có đơn hàng à. Rồi, 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 để mình ra đấy. Cảm ơn bạn nha. Bi ơi, mẹ có đơn hàng, Bi chạy ra Bi lấy cho mẹ với. Hàng ở bàn đây. Số học cho Sari từ 0 đến 9. Mẹ mở ra mẹ xem thử nhé. Đi ngồi đây, ngồi xuống đây coi với mẹ nè. Đây, một số cho Sari học nè. Ôi trời ơi, dễ thương quá. Mẹ dạy về, mẹ dạy cho Sari học quá. Sari 2 tuổi là còn đến tuổi phải học số rồi. Wow, dễ thương quá. Dễ thương. À, đây là bộ số này mình để dạy cho Sư đi học nè. Vi cô muốn học mà mình dạy Vi luôn nhé. Dễ thương. Okay. Nè, ngồi xuống mẹ dạy học nào. Học trò của mẹ nha. Mẹ dạy con học nha. Đây là số 7 nè. Số 7 mình để đây nha. Đây là số 4 nè, Bi ơi. Bi nè, Bi nhìn đây nè, đây là số 4 nha. Số 4. Để đây nha. Đây, đấy. Đây là số 0 nè. Số 0 để đây. Đây là số 3 nè, Bi nhớ chưa? Số 3 nha. Nhớ nha con rời xem. Đây là số 3 nè. Rồi, bây giờ mình sẽ để đây, số 3 đây. Đây là số 8. Wow, dễ thương quá. Nè, số 8 là gần số 7 nha. Số này là số 9 nè. Số 9 nè. Đúng rồi. Bi ơi, đây là số 1 nè. Số 1 nè. Nào, đưa mẹ để số 9 ở đây nha. Bạn số 9 ở đây. Rồi. Đây là số 6 nè, số 6 nha, giống số 9 nhưng mà mình phải để con mắt ở trên nè, con nhớ chưa? Đây, số 6 nằm gần số 7 nha. Đây là bảng số 2, số 2 nằm gần số 3 nha. Đố Bi đây là số mấy? Đây là số 5 nè, số 5 nằm đây. Rồi, bây giờ mày kéo gần vô để mày dạy cho Bi học nhé. Nè, nè Bi nhìn nè, số 0 nè, số 1 nè, số 2, số 3 mình để đây. Đây là số 3 nè, mẹ bày cho Vi nè. Số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9. Yeah, yeah. Thích không? Rồi, bây giờ mẹ hỏi Vi. Ủa, số 6 hả? Đây số 6, con lấy cho mẹ số 5 đi. Số 5 đâu? Yeah, đúng rồi. Đây nè, đây là số 5 nha. Đây là số 5 nha. Rồi, bây giờ con lấy cho mẹ số 4 đi. Ôi trời, đúng rồi. Đưa cho mẹ nè. Đưa cho mẹ. Không được cắn nha, cắn là hư đấy nha. Giỏi quá, con Bi học giỏi quá. Bây giờ chị sẽ để các số ở đây.
xong cái mẹ cho cô Bi ra ghế ngồi, xong cái mẹ với cô Bi cùng chơi trò học nhá. Xong mẹ hỏi số nào cô Bi chạy lại cô Bi lấy số đó cho mẹ nha. Ok không? Đi, đi nào, đi. Đi đây. Đi, rồi, ngồi lên ghế. Rồi, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Học trò ngồi xuống, học trò ngồi ngoan nào. Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây, ngồi xuống. Đây, ngồi xuống. Ok, ngồi đây. Rồi, bây giờ học trò cô Bi hãy lại gần kia và lấy cho mẹ con số 5. Đúng rồi, lại đây cho mẹ nào. Ôi trời ơi. Học trò cô Bi tham quá. Mẹ bảo lấy có một số 5 thôi mà lấy quá trời số luôn. Rồi, bây giờ học trò cô Bi lấy cho mẹ thêm con số 8 đi. Con số 8 nha. Số 8 là số nào? Wow, giỏi quá, giỏi quá. Thì lấy số 9 nữa, đi lấy số 9 nữa. Ủa, sai rồi. Trời ơi, tham quá đi, lấy nhiều số quá. Thế thôi được rồi. Mẹ bảo nè. À, được rồi. Thế bây giờ con lại con lấy nốt ba số này đi, xong con ở lại ở nhà con ôn bài nha. Lấy hết ra, lấy hết kia nữa, kia nữa, kia nữa. Đúng rồi, lấy hết sang đây. Rồi, bây giờ con ngồi đây con ôn bài nha. Nào, bây giờ con ngồi đây, đây ngồi đây. Đi ngồi đây. Rồi, bây giờ con ngồi đây con ôn bài nha. Con ôn các số đi nha. Tí nữa về mẹ kiểm tra nha. Giờ mẹ đi có việc đấy nha. Gửi mẹ vừa mới đi lấy về nè. Mở ra xem nha. Bánh nè. Nhìn cái thùng là mình biết là bánh rồi. Con cảm ơn cô đi. Đi lại đây. Đi lại đây. Con cảm ơn cô Bích Linh nha. Cô Bích Linh gửi cho con với lại Mon với lại anh Bình với lại em Seri á. Bốn người cùng ăn nha. Cả gia đình mình cùng ăn nha. Có thích ăn bánh nào? Mình lấy cho con một cái bánh ngon ngon nhé. Này, mình ăn trước một bánh rồi mình đợi anh Bình với lại Seri với Mon về rồi cùng ăn cùng với nhau nhé. Ok không? Yeah nào. Giỏi quá. Hồi nãy giờ con học mệt không? Học số mệt quá nhỉ. Đây, mẹ bẻ đây cho con. Ôi bánh ngon quá. Ôi trời ơi. Học mệt quá là ăn ngon nè. Đây để thùng bánh sang đây nha. Trời ơi cô cho gia đình mình nhiều bánh quá. Nhiều bánh ngon không à. Anh Bình tha hồ mà ăn sáng đi học luôn á. Đây. Ồ bên trong có kem sữa này ngon lắm nè. Ngon quá. Ngon quá.
ơi, cảm ơn cô bé Kinh Linh rất là nhiều luôn. Cô thương các con nha. Cô còn gửi thuốc cho để trị côn trùng cắn cho các con nữa đó. Hôm bữa cô cho một hộp nhưng mà hết rồi. Cái ăn đi. Nha nào. Con thích ăn bánh gì cứ lấy nha, mẹ sẽ lấy cho con nha. Học mệt quá mình ăn ngon đúng không? Ngon quá.